gái tóc dài xinh đẹp. Rồi rồi. Đây là hồi năm nào chị? Này nó năm 16 tuổi. Thời điểm này là 16 tuổi. Dạ. Điện không được. Tổng cộng số tiền của mình là 7.800.000 đồng. Tại vì đọc lại là đang quay á, thì anh Đồng có một cái cuộc gọi chiếc xuồng ba lá vậy. Nên là để cô bác quý chị xíu thông cảm ha. Đây. Khó khăn nhất là không biết làm sao chị Dứa có thể đưa được Tú lên xe và bồng vô nhà thì như thế nào. Đây là cái công việc hàng ngày của chị Dứa cùng với lại Tú bán vé số á. Chạy lên đi chị, nó dướng cái bậc rồi. À nó không dính số đâu, nó dướng cái bậc. Có đứng khóc ha. Đốt nè, đứng khóc không? Trời nắng nè anh Đồng ơi. Đó, dữ lắm. Một kiếp người tội ghê. Quá nắng rồi. Tội đối với một cái cô gái trẻ như thế này anh Đồng ha. Quá trời. Nóng chưa? Nóng quá nắng rồi. Quá nắng rồi. Vô tắm vô nhà, đến nhà mình đi con. Ôi trời ơi. Con để nhà, con để nhà khoảng đó nha. Ơi ơi ơi. Ôi trời ơi. Bé Tú bữa nay cứng quá. Điện không được. Anh thích. Em mới ghé kìa em. Mày ướt chưa? Sao ăn cá ăn đâu được, nó bỏ em đi. Con điện với mặt á. Dạ mặc áo đi anh, mặc áo đi. Phải nói là khổ tận cam lai đúng không anh? Tú là phải giật vậy á, giật suốt luôn á. Suốt vậy luôn á ha. Và hiện giờ thì cũng đâu có hiểu được gì hả em? Không. Chỉ có tình mẫu tử mới làm được như thế này đúng không anh Đồng? Đúng rồi. Sáng ăn còn bỏ. Để chưa đi thuốc. Ông mặc áo chưa ông mày? Rồi ngồi đi chị. Sáng đây quýnh quán hết trơn rồi, sợ chưa? Cái ăn không ăn. Không ra ngày lấy thuốc còn nhiêu tiền chị? Ngày thì nó vậy đó em, suốt con vậy đó. Dạ. Tôi đặt thuốc em gái nó cho được rồi. Em ơi, hôm nay Tú bây giờ phải sử dụng tả hết à? Cái giò mà thẳng ra là mình lần khó ha. Đâu có thẳng ra được. Thẳng nó cái nó muốn thẳng lần. Nó vượt biết nhiều cái hết á. Đây là căn nhà được cất ở trên một cái khu nghĩa địa. Và trước đây á thì chị cũng có ngôi nhà nhưng mà bán để trị bệnh cho con mình. Con chồng mới nào chị chồng, chồng ít chị chồng chứ. Thấy cha nó hơi có biến chứng rồi đó. Là chị có ghét cái hai cha con lượng một con rồi đó. À ngoài gửi vô là nó uống hơi khó rồi đó nha. Uống trong vòng 10 ngày là Tú đi được. Chắc người ta nói là mình không có chị dễ dễ nha. Gửi thuốc vô là uống không hết. Uống là chị thấy em đó. Cái này là mới gửi vô hả chị? Gửi hổm chị nói em đó, chị nhắn tin với em đó. Uống được. Uống em nó đổ mồ hôi nó mệt nhiều. Cái máy rồi. Còn chị không dám cho uống. Rồi cái máy hôm trước là gửi là có sử dụng không? Sử dụng em. Chị nói em nghe cái sử dụng hen là mấy cục mà giòn giòn dai dai đó. Ông làm sức hết trơn giờ còn hai cùi nữa. Cái máy đó là của cô My á, cô My gửi á. À, còn hai cùi không? Còn nhiều cái lắm mà. Bốn cái em mà ông làm hết trơn rồi.
Vậy hả? Ừ. Cái mới đầu còn cái cục vô tròn lại gì vậy nè. Ừ. Cái giờ hết trơn luôn. Không giật đó, ngồi giống kìa. Còn thuốc này hàng ngày luôn, không bỏ gì chứ. Mỗi ngày lấy thuốc nhiêu tiền chị chứ? À, chị lấy em một lần một hộp này. Một hộp này là 300 mấy. Hai cái đó thôi. Ờ, hai cái này là 300 mấy một hộp. Thế uống được tuần không? Hơn. Hơn gì rồi. Đi kiếm đi, đi kiếm đi. Rồi em mỗi lần mệt mua canxi uống thêm. À. Canxi đó là bao nhiêu? Canxi này mắc nè. Một tiết này là tới 5,5-6 ngàn một gì đây nè. Dạ hả? Ừ. Gửi lại sổ lãnh thuốc em. Lãnh hai thứ. Còn hai thứ mình ngoài mình mua. Bác sĩ thì chẩn đoán là bại não. Nhưng mà theo nghiên cứu của khoa học á, thì Tú bị một cái căn bệnh khá là hiếm gặp. Hyperlordosis gì đó. À, hôm trước thì em có tìm hiểu. Còn này là nằm em nằm lâu á bị khù á. Uống này thêm cho tan đàm. À, hỗ trợ phổi. Ừ. Nó thuốc nhiều lắm, nó hay nhiều rồi canxi rồi nó hay nhiều lắm, nó đi cầu cũng được, khi cũng mình mua mình ấy nó hỗ trợ cho nó chơi. Bây giờ sữa sao chị? Sữa còn con bịch mà có gì em mình nói rồi. Uống sữa bịch hết hả? Còn con bịch nữa hết rồi. Con bịch này. Còn con bịch một hết đây hả? Trời ơi. Bây giờ ít ăn cơm lắm hả? Ít ăn đó, em thấy tôi cháu còn nguyên đó. Bỏ sáng không ăn chứ cái này nó không ăn cơm. Nó ăn nó sặc nó sợ vậy. Nuốt cũng khó đúng không? Khó, chị mới xây rồi chị nấu cháo trắng cho nó kia nọ. Chị cho em xem là cái tấm hình mà lúc Tú còn con gái được không? Còn con gái là ở xóm này là biết bao nhiêu mà người đeo đuổi. Đẹp gái lắm. Hiện bây giờ anh thấy là Tú vẫn rất là đẹp gái nha. Sống mũi cao, mắt hai mí, chân mày đậm, đúng không? Đó. Thấy không? Chắc là xinh đẹp. Năm cưới nữa rồi, năm cưới nữa mà. Anh thấy không? Một cô gái tóc dài xinh đẹp. Rồi rồi. Đây là hồi năm nào chị? Này nó năm 16 tuổi. Thời điểm này là 16 tuổi. Dạ. Lúc gả là nó 18 tuổi. Nhưng mà đẹp gái không? Anh thấy đẹp gái không? Đẹp gái. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đây em gửi chị nè. Những cái hình ảnh của một cái cô gái đẹp thì bây giờ chỉ còn là trong ký ức, trong những cái tấm hình mà ngày xưa Tú cùng với bạn bè đi đây đi đó để mà chụp lại thôi. Cũng qua rồi, bây giờ thì cảm nhận riêng của tụi mình đó là Đó. Trên thế gian này có những cái căn bệnh phải nói là không biết giải thích sao cho hiểu luôn á. Bệnh đa khoa thuốc chị, còn này chị là chị bán nhà bán cái gì bán sạch hết trơn, hồi đó tủ lạnh chị cũng bán luôn, không có còn gì chứ. Rồi sau này sạch tủ lạnh hư, ta cho tủ lạnh giờ hư luôn cơ, mở bỏ. Hư chưa? Có tủ lạnh thì cũng đỡ đúng không chị? Không có tủ lạnh luôn, bởi vì người ta cho đồ cũ đó rồi xài hư, xài không được. Ăn điện quá trời ăn điện luôn. Ăn điện tháng gần 500 ngàn tiền điện rồi, chị đâu có tiền đóng, gỡ ra bỏ luôn đó. Bỏ biết lâu rồi. Tủ lạnh đời cũ thì nó không có tiết kiệm điện, không có inverter. Ta cho. Còn tủ lạnh lần chị đi bán nhà, chị bán hết chưa? Bán hết luôn. Bán hết luôn. Cái gì nói hay là không? Bán nhà trước, rồi đồ đạc bán sau. Rồi từ từ cái hết tiền, cái từ từ trong nhà coi gì bán sạch hết chưa? Không bán để lo cho em Tú. Lo cho em. Hồi lần mới chị nó hang với nó còn đi được cái ha. Là chị đi ở Sài Gòn là đi bên quốc tế luôn đó. Đi kiểu dặn mà chỗ hay nhất đúng không á, đi ghi hết tiền luôn. Rồi ai chỉ chỗ nào cũng đi, rồi cúng kiến cũng tùm lum hết, nhiều chỗ lắm. Cuối cùng thấy không có kết quả. Rồi hết tiền rồi chịu chặn luôn. Người đồ xài ở giờ là cứ người ta cho không đó. Trong nhà là người ta cho không, không có cái gì mà của mình đấy chứ. Cái khu nhà này là cũng người ta cắt cho luôn á. Cắt cho mà đắt lắm, bự, 5 năm. Bây giờ mấy năm rồi? Giờ tháng 10 là 3 năm rồi. Thời gian tới nếu như mà không có người ta lấy lại rồi sao? Chị cũng biết sao.
nhà trọ không biết sao mà mướn nổi. Mà làm chỉ ra ngoài chỉ mướn nhà trọ đi bán nhà, ra ngoài mướn nhà trọ ở đâu cả năm mà hơn năm chỉ hết tiền. Cái chị mới nó còn ngồi ăn được đó, cái chị gửi bà ngoại lúc bà ngoại chưa đâu giờ chị làm hộ ở Sài Gòn ở Bình Dương. Cái thấy nó sao lại cái bệnh nhiệt quá, thấy đúng em cũng được làm hậu quận 9 với ở gần Vũng Tàu á. Anh một đồng có để ý không là khi mà nói chuyện với mình cái tay của chị á vẫn bị xoa bóp cho Tú, tại vì cái cơ của Tú á bị rút lại như là chai cứng hết à, không có biết gì á. Còn ban đêm á là ngay chỗ nó lấy tỉ đó là đấm bóp xuống luôn, đấm bóp như thế nè, đấm bóp dặn lưng nó xuống luôn, dặn nó ngủ mòn mỏi mình luôn là nó hay liền rồi đó, làm như nó tê hết gì mình không hiểu. Vì hồi vừa bỏ là nó hay nó khóc rồi đó. Khóc mỗi khi khóc là cô phải đấm bóp cho nó. Đấm bóp suốt luôn. Tối đâu nằm đây đâu, chảy cái này với đặt nằm. Đặng cho quay lại đó. Đặng đấm bóp cho nó. Tối nó bình thường vậy là co lại đó ha, rút lại. Co rút lại. Có đứng. Đấm lên lưng con hả? Lưng này nè. Rồi đấm lưng con hả? Rồi nó kêu đấm lưng. Nó biết hết trơn à. Không tiếp nó thì nhiều khi nó cứ giật lên hoài, nó co xuống không được. Làm những cái ông răng á. Cái mình phải dựng nó xuống tiếp. Rồi mỗi khi Tú kêu cô đấm lưng đấm đầu thì Tú đâu có nói được hả cô? Không, nó quay lưng mới thời nói là nó quay lưng đó khi mình đấm đó. À quay lưng như vậy là tức là kêu đó ha. Tạ suốt à, đái dữ lắm chịu không nổi. Đái lần từ giặt nghiệm giặt đồ lâu nó mới khô rồi đâu có chỗ đâu nó ngủ. Rồi bị tả không à. Mà tả mà nó nằm nghiêng là bị đi ướt á. Mấy lót này thêm cái gì giặt cái này cho nó gọn. Rồi cái cơ của em nó giật như vậy đó, rồi mỗi khi em ăn uống là có điều độ được gì không cô? Hay là nó khó ăn lắm, nó ăn cái nó bơ tay bơ chân đổ dữ lắm. Cái mình phải cầm tay đút được. Rồi tối như vậy là cô đưa xuống phía đây. Bên dưới để mà nằm. Dạ, để cô đấm lưng ha. Còn anh thích thì tối ngủ đâu cô? Yeah. Thấy anh thích và Tú thì hai cha con mang căn bệnh cũng giống hệt nhau luôn. Giống nhau. Dạ. Yeah. Mà Tú hồi đó nó đi nó té nó sợ rồi. Nó ngồi chứ nó không có đi như cha nó nhiều. Nó sợ té. Nó té là kiểu như là càm nó đầu chân bài đầu cổ thẹo lum là nó té đó. Thật ra thì trước kia em cũng từng xem bên Bùi Hồ đó chị, chứ chưa có xem này nọ, mà lần đầu tiên mà em bước vào hoàn cảnh cuộc sống của chị và anh thích như thế này thì rất là sót á. Hai cha con thì mang bệnh giống nhau luôn và hiện nay đang sinh sống trên khu mộ hả chị? Đất mộ. Khu nghĩa địa. Khu này khu chôn mừng họ đỡ. Chơi. Bởi vì cuộc sống của chị và anh thích hiện nay cũng như là nó nằm vào cái sự bế tắc. Trước kia thì đã sống ở ngoài mặt lộ hả chị? Nhưng mà mặt lộ có đường đi vô nhà. Và không biết đâu thì em Tú lại rơi vào một chứng bệnh như thế, rồi buộc chị phải bán tất cả để lo cho em Tú. Nhưng mà từ đến thời điểm từ cái tủ lạnh, từ cái tủ bàn ghế, cái nói nha, tới quần xào quần áo không bán mà. Tại giờ đó chị ở nhà bán nhà rộng á. Cái gì cũng bán hết. Chị nghĩ thì trước tiên phải lo cho con để có sức khỏe, thì sau này về tuổi già thì con có thể lo lại cho cha cho mẹ. Nhưng mà nghĩ nó còn nhỏ, nó chưa có bệnh. Dạ. Rốt cuộc nó bệnh nặng hay cha. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy gia đình xót quá Hồ ấy. Dạ. Không biết nói sao luôn. Cũng như ở clip trước thì Bùi Hồ có nói mình sinh ra trên cuộc đời này hạnh phúc không phải là gì ạ, đôi khi chỉ cần có một cái sức khỏe, có một cái mái ấm đơn giản là được rồi. Đối với chị thì cái ước mơ lớn nhất là chỉ cho con gái mình được khỏe lại để mà như những người con gái khác, nhưng mà cái ước mơ đó đối với chị á nó xa vời lắm, nó xa vời đến nỗi mà mỗi khi mà có một cái tia hy vọng nào đó để chữa bệnh cho con của mình thì chị dù chạy tiền khắp nơi, chị vẫn đi dù xa đến đâu, chị vẫn có thể tìm đến. Và minh chứng là
những tháng qua chị đã cùng với Bùi Hồ vượt hơn 200 km và ở đó hơn nửa tháng để điều trị, một tháng để điều trị cho con mình. Tuy nhiên thì bệnh tình thì vẫn không thuyên khỏi mà bây giờ thì lại càng ngày càng nặng hơn. Bây giờ chỉ còn một điều ước duy nhất là có một phép màu nào đó cứu gọi cho Tú và anh Thích để cho chị có thể bớt khổ, để mà có thể lao động. Bây giờ chị thật ra thì không thể nào mà bỏ con mình đi làm tôm, cũng không thể bỏ con mình đi làm một cái việc gì khác ngoài việc là đèo con ở trên một cái chiếc xe ba gác, gọi là chiếc xe ba gác nhưng là nó là một cái chiếc xe cà tàng để mà len lụi lỗi ở những cái nẻo đường để bán những tờ vé số mưu sinh. Có ngày nào chị ôm không chị? Ôm số á? Ôm á, không có ôm. Chị là không dám lấy nhiều. Dạ. Là ít không mà. Nhưng mà đối với anh Thích á. Anh Thích á thì ôm chị cái vòng vòng nè, cái người ta thấy gì ta mua à. Ngoài việc ôm số á, thì anh còn những bị kẻ xấu. Có ôm á là... lại lấy số nữa. Bị mắc. Bán 200 tờ mà nếu như mà lấy là 10 tờ thì hết tiền luôn. Mà lấy tới bữa 30-40 tờ, ba mấy đó. Tờ lấy liên tiếp 3-4 bữa vậy đó. Cái ông quản hồn kêu ông nghỉ đi để nó lấy nữa đó. Cái nghỉ mấy ngày xuyên suốt cái bán lại. Không biết là đoạn clip này thì chắc có lẽ là mong cô bác anh chị á share để cho mọi người biết thêm về cái hoàn cảnh của gia đình của chị Dứa. Và đồng thời đó, các bạn mà có những cái mà ý đồ để mà lấy số, để mà trúng số hoặc là bán rẻ lại đối với một người tàn tật như vậy á, thì cũng nên suy nghĩ lại. Chứ bây giờ gạo không có ăn nữa mà. Gạo thì cũng phải xin từ người. Người ta cho gạo mình nhiều không chị? Người ta mới cho phiếu em. Nhiều chị? Nhiều ký? Cho đâu 2-3 phiếu gì đó. 2-3 phiếu. Tới gầm ta mới cho. Mới lấy gạo. Ở đây thì đây là hoàn cảnh của chị Dứa, anh Thích và em Tú. Cô bác anh chị xem đưa đoạn clip hình này ra và hỏi là chị Dứa, người mà mẹ mà chở con ở trên cái chiếc xe á, ngay tại chợ xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau á, thì mọi người đều biết hết à. Và chị ơi, có thể là cho cái số điện thoại của chị một lần nữa để cho những người mà có nhu cầu muốn ủng hộ của chị á, giúp đỡ chị vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này á, thì họ sẽ liên hệ trực tiếp với chị. Tại đoạn đường của tụi em đi cũng khá là xa, và mỗi lần giúp đỡ thì tụi em phải có sự góp sức chung tay của nhiều mạnh thường quân á, thì em mới đi được tại đoạn đường hơn 200 km. Số điện thoại chị 0839 0839 255 401. Đây là số điện thoại của chị Dứa, cô bác anh chị. 0839 255 451 401. Số mũi. Số mũi hả? Số mũi lấy, chị biết lấy chai dầu sức thôi. Ông bệnh cảm quả. Bây giờ thì anh Thích là càng ngày càng nặng hơn. Sổ mũi hay là gì chỉ biết sức dầu, anh có uống thuốc được không? Uống thuốc dữ lắm. Dạ. Yeah. Thuốc dữ luôn. Đi khám bệnh viện phía ngoài uống mà sao không hết, cảm gì không biết. Im không có được anh. Nó bị sổ mũi của anh mấy năm trời xuống. Gần 2 năm rồi đó. Không hết. Tùm lum, ai chỉ thuốc gì cũng tùm lum nhưng không hết. Vì thuốc lưng nam trong chùa cũng có. Ông mà lúc thế yếu, ông uống được nước thì yếu rồi đó. Quá tội. Ban đêm ban hôm rồi vậy Tú ngủ có hay rên la gì không? Nó rên suốt đêm, nó không ngủ hết trơn. Nó rên vậy mà mình bóp thì nó nín tinh, mà bóp một chút rồi bóp dưới cái mòn mỏi mòn mỏi mình nằm chút xíu thì nó cũng rên vậy đó. Nó lại bóp nín tinh, không bóp là vậy nữa rồi đó. À. Bóp vậy chịu ha. Bóp vậy chịu. À. Mà còn không bóp là rên thôi, là rên vậy. Nó nhức, nó nhói gì không biết. Tại vì nó nói không được. Thấy buồn. Phải chi nó ngồi nó ăn được á, nhà ừ. Hoặc nó ngồi nó biết á, mình bỏ nó nhà cho đỡ nắng tội nghiệp nó làm gì đó. Sáng mà đi ra á là nó hay rồi đó, đi du cầu là cái là chưa kịp đi ra là nó hay rồi đó, bỏ không có được, làm như nó ghiền cái hơi mình, nó biết cái hơi là nó thích gì liền là chúng nó vậy. Thích gì kêu hay sao la hay sao la la gì la sao con? Yeah. Là sao kìa mẹ sao? Kìa sao con? Là sao con là sao? Là sao? Hả? Là sao con la mẹ? Con la. Con thấy không vắng mẹ con la sao? La sao? La sao? Con la sao? Con la sao? Con la sao? La sao? Con vắng mẹ con la sao? La sao? Ờ la là
La gì đó hả? Nói là sao? Nói sao chị? Nó la gì đó, nó la kêu gì đó. Mà la lớn nó mới gì đâu. Tại vì là nó cảm nhận được mà nó nói không được. Nó cảm nhận được chứ mình nói nó biết hết. Hiện nay là chị còn thiếu là bao nhiêu tiền? Thiếu tiền số. Thiếu tiền số đâu, 1.3 triệu vậy. 1.3 triệu hả? Mất rồi không? Mất rồi, mất có thời gian nghỉ. Dạ. Thời gian nghỉ bán đúng không? Mới bán được mấy ngày? Mới bán bữa thứ 6, thứ 7, ngày mai bán nghỉ nữa rồi. Ngày mai là không nghỉ nữa rồi. Mai nghỉ. Mày nghỉ ngày, mệt. Mất bán ngày. Vô bán chô mà mất rồi. Bán số mất rồi. Ôi ơi. Bị ta lấy á. Có nghĩa là ví dụ người ta vẫn có mua hoặc là người ta có thể điểm sót không chừng, cái đó là mình không biết. Không điểm sót mấy chục tờ là có số. Mua là mấy chục tờ. Chứ điểm sót thì tờ tờ đi. Còn này cho mấy chục tờ. Người ta thấy người ta khổ mà diễn khúc chi ta. Thì cũng đúng. Mình nói với mình người ta người này người kia. Nhiều kỳ dân nó biết luôn. Mất cái gì vậy? Nó mất rồi. Nó nhớ ông thầu vô cho nó biết. Bây giờ chị ngủ có thấy mẹ Quan Âm không? Dạ. Được, có thấy mẹ mình luôn. Thấy mẹ mình thôi. Mẹ mình mất rồi. Ông tưởng ông mà nhớ em không? Nhớ. Em tên gì? Bùi Hồ. Nó kêu em phụ Hồ rồi. Nếu mà cho nó cái máy gì á, nó hư cái này đúng rồi. Để lát nữa có gì em hướng dẫn lại. Đâu ông lấy ra đây này. Chút xíu đây anh, ngồi đi. Đứng ngồi đi. Con nói gì? Nói gì? Cười. Em nói gì? Cười. Gì con? Nhìn đẹp gái ghê không? Đằng đó nó có lòng tiền. Đẹp lắm. Mắt to. Mắt to. Chân mày đậm xuống. Chân mày cũng như là người ta thiêu sợi cái khách kia. Chân mày nó đậm. Hôm nay á thì trở về lại đây mục đích chính là thăm lại hoàn cảnh của mình để thay mặt quý mạnh thường quân gửi số tiền ủng hộ cho gia đình của mình, cũng ngỡ ngàng là khi mọi người cho hay rằng là chị đi bán với số mưu sinh, tại vì em mới nghe mọi người người ta nói thì em sáng nay em mới điện cho chị để mà chia sẻ cái thước phim trước á cho cô bác với chị biết được. Không phải ở đây không phải dàn dựng hay là như thế nào mà đây là cảnh thật của chị. Cảnh thật mưu sinh không bán thì sẽ đói, chị từng nói với mình mà mình không biết được. Ngôi nhà của chị không có gì là của chị cả, đất á thì người ta cho ở 5 năm, trên một cái khu nghĩa địa, tủ lạnh những cái vật dụng trong nhà đều cho, gạo thì chị phải lãnh phiếu hàng tháng, có cho thì đỡ, còn không có cho thì cũng phải cố gắng mưu sinh để mà mua. Chiếc xe, thậm chí chiếc xe mà Tú đang nằm mà cô bác với chị xem ở clip trước á thì cũng ở đồng nghiệp là những người lột vỏ tôm tiếp á tặng cho chị. Rồi chiếc xe gắn máy á, nó cũ đến nỗi mà mình không biết là nó có thể đưa vô phế liệu được luôn á. Chiếc xe nó rất là ăn xăng luôn. Thì hôm nay đến đây thì thật thì đã từng chia sẻ cạn lời đối với cái hoàn cảnh của chị, nhưng mà không phải chia sẻ luôn cho mọi người biết được rằng trong tình thế nguy kịch như vậy vẫn có một người mẹ, người chồng đứng lên chịu đựng mọi tất cả để mà lo cho con của mình. Thì em mong rằng chị cố gắng luôn giữ gìn sức khỏe, luôn cố gắng vượt qua để mà lo cho Tú, biết đâu có một cái tia hy vọng nào đó sẽ sớm đến với chị và đến với gia đình của mình. Ngày hôm nay thì em sẽ thay mặt quý Mạnh Thường Quân nè, chị hết dầu em thay mặt quý Mạnh Thường Quân tặng 2 chai dầu trước ha. Và em thay mặt cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở Úc gửi cho chị 200 đô Úc, tương ứng với lại 3.080.000 đồng. Chị thu ở Mỹ là 100 đô là tương ứng 2.360.000 đồng. Chị Tam Mỹ, chị Tam ở Mỹ là 100 USD là 2.360.000 đồng. Tổng cộng số tiền của mình ngày hôm nay em gửi cho chị là 7.800.000 đồng. Để mà hỗ trợ cho Tú mua tả nè, rồi sữa nè. Đó, rồi những ngày mà mưa gió không bán vé số được á thì mình có thể em xin nêu lại một lần nữa danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ gia đình mình ha. Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở Úc là 200 đô Úc tương ứng 3.080.000 đồng. Chị Thu ở Mỹ là 100 USD tương ứng 2.360.000 đồng.
chị Tam ở Mỹ là 100 USD tương ứng 2.360.000 đồng. Tổng cộng số tiền của mình là 7.800.000 đồng. Tại vì đọc lại là đang quay á, thì anh Đồng có một cái cục gội chiếc xuồng ba lá vậy, nên là để cô bác quý chị chú thông cảm. Đây em gửi cho chị 8 triệu. À, em ủng hộ thêm cho chị điếm lại giùm em. Chị muốn thay mặt chị cảm ơn mấy chị ở Mỹ. Điếm thì để lộn đi rồi thay mặt nói sao. Rồi chị gửi lại cảm ơn chị ở bên núi em với chị ở bên Mỹ đó. Chị cảm ơn cho số tiền này chị ra. Chị mua cái túi gì đó khó khăn rồi cho mấy ngày cho bao nhiêu gió bán số không được với để thuốc men thôi. Mua sữa, mua 1-2 thùng sữa, lốc sữa gì lớn ha. Uống sữa này không, đâu có tiền đâu, mua thùng, mua đằng chục bịch. Thì uống mấy chiều nay chị mua 2 thùng đi. Nha, để em gửi cho quý mạnh thường quân người ta thấy 1-2 thùng gì đó. Mai mốt có thể là em sẽ xuống thăm gia đình của mình tiếp. Tại bây giờ khó khăn quá mà. Hôm trước thì ở nhà còn đi lột tôm anh dưới còn đi bán được. Mà hôm nay thì lại cuộc sống lại càng thêm éo le nữa. Quá trời luôn, rồi lớp nào điện gì rồi không có tiền đóng luôn, chắc không tiền rồi gỡ tủ hư. Rồi thùng nước đá mua cho thùng đá để mẹ nó chơi rồi. Đó, tôi uống nước đá con không dám ghim tủ lạnh nữa, tại vì tủ lạnh người ta cho điện, nó không tiết kiệm điện. Nó không có tiết kiệm điện, thành thử là quá xài tốn tiền, thành thử gỡ ra luôn. Cái thứ hai là điện không có tiền đóng, bây giờ người ta gỡ đồng hồ ra luôn à. Đúng không? Quá trời. Gỡ luôn, gỡ giờ cái gì đây, bột gió là uống đèn không mà. Không có xài gì nữa chứ. Không gỡ đồng hồ vẫn còn. Còn điện nè, còn điện. Nãy giờ mát ngoài sao quá, rồi cỡ chi căng thẳng quá. Điện điện. Anh nông dân bị cắt. Bán nghề bị cắt. Dạ. Không có tiền. Dạ. Rồi mấy ngày nghỉ đó là anh không có tiền chứ, rất là mượn. Giai con gì đây người sao mượn người ta cho. Đúng rồi. Cho người ta thấy mình có nghỉ. Có trồng lúa người ta mới cho mình mượn gạo. Vậy đó, anh ta không có cho. À, ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng có dịp trở về lại xã Tắc Vân của thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Để thăm lại hoàn cảnh của gia đình của chị Dứa, bé Tú và anh Thích. Cũng thay mặt cho quý mạnh thường quân để gửi những cái phần hiện kim để cho chị có thể vượt qua những cái lúc khó khăn. Và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị mạnh thường quân từ trước giờ đã ủng hộ cho gia đình của chị Dứa để có thể thêm một cái động lực, ít ra thì thêm một cái động lực để mà sinh sống trong cái thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là để cho bé Tú nghỉ ngơi, tại vì đi nắng chắc cũng say nắng rồi, để cho em nghỉ ngơi cũng như là gia đình chuẩn bị buổi trưa đó. Thì các anh em cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý anh chị mạnh thường quân ở video clip sau ha.